Hoặc trừ Bồ Tát đầy đủ đại lực, nên năng ở nơi gia hạnh dẫn nhiếp thiện pháp và gia hạnh nhiều ích hữu tình mà không nhàm mỏi, dòng mãnh tinh tấn, bền bỉ tinh tấn, nhanh chóng chứng thông tuệ, đây gọi là Bồ Tát thành tựu quả đầy đủ đại lực. Nếu chư Bồ Tát thành tựu tám chủng dị thuộc như vậy, thì cũng thành tựu đầy đủ tám chủng quả do đề năng nhiều ích tất cả hữu tình thuận theo đó sanh khởi tất cả Phật pháp. Bồ Tát an trụ trong quả dị thuộc năng làm vô lượng sự nghiệp lợi ích đối với hữu tình, tự có năng lực và khéo léo giáo hóa hữu tình, đặt họ ở nơi an ổn, tự nơi bản thân. Bồ Tát tùy thuận làm các việc của mình, như vậy cho đến tùy theo ý muốn mà hoàn thành công việc. Hoặc trừ Bồ Tát tự có năng lực nhưng không khéo giáo hóa hữu tình, đặt họ ở nơi an ổn, tự nơi bản thân, Bồ Tát không biết tùy thuận làm các việc lợi ích mà người khác làm. Cho nên đối với việc lợi ích, người không gọi là mạnh mẽ, không gọi là tùy thuận. Do nhân duyên đây, không gọi là làm việc lợi ích người. Hoặc trừ Bồ Tát tự không có năng lực, nhưng khéo giáo hóa, hữu tình, đặt họ ở nơi an ổn, ở nơi bản thân, Bồ Tát tùy thuận làm các việc lợi ích mà người khác làm, cho nên đối với việc tạo tác đem lại lợi ích người cũng không gọi là mạnh mẽ, không gọi là tùy thuận, do nhân duyên đây không gọi là làm việc lợi ích người. Như vậy Bồ Tát cần yếu phải đầy đủ cả hai yếu tố mới làm lợi ích hữu tình, đó là mạnh mẽ và tùy thuận, do nhân duyên đây được gọi là năng làm việc lợi ích người. Bồ Tát an trụ nơi quả dị thục như vậy, tự năng thành thục tất cả Phật pháp, cũng năng khiến người tùy chỗ thích hợp nhanh chóng thành thục đối với đạo tam thừa, lại cũng năng khiến mình mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề, cũng khiến người đã thành thục nhanh chóng chứng đắc giải thoát. Do chư Bồ Tát an trụ nơi tám chủng quả dị thục nên năng khiến hữu tình được lợi ích an lạc, cho nên chỗ của hữu tình ở trong phù thủy sanh tử thì hư huyễn không có nghĩa lợi, chỗ của Bồ Tát an trụ năng khiến không hư huyễn có nghĩa lợi lớn. Sao gọi là phước, sao gọi là trí? Nếu nói được thì phước tức là ba chủng ba la mật đa: một, bố thí ba la mật đa; hai, trì giới ba la mật đa; ba, an nhẫn ba la mật đa. Trí chỉ có một chủng là trí tuệ ba la mật đa, hai chủng tinh tấn ba la mật đa và tĩnh lực ba la mật đa, thông cả hai phần là phước và trí. Nếu nương tinh tấn để tu hành bố thí, thọ trì, gìn giữ tịnh giới và tu tập bốn chủng vô lượng tâm là từ bi hỷ xả, hay thải loại tinh tấn như vậy gọi là phần phước. Nếu nương tinh tấn mà tu tập văn tư tu thành tựu bà tuệ, tu tập uẩn thiện xảo, tu giới thiện xảo, tu xứ thiện xảo, tu duyên khỏi thiện xảo, tu xứ vì xứ thiện xảo, tu tập quán sát phân biệt rộng tất cả pháp, đó là khổ là trần khổ, tập là trần tập, diệt là trần diệt, đạo là trần đạo, cùng với tất cả pháp hoặc thiện hoặc bất thiện, hoặc có tội hoặc không tội, hoặc kém hoặc hơn, hoặc đen hoặc trắng, trong pháp duyên sanh đều năng từ trải quán sát như thật, hết thải loại tinh tấn như vậy gọi là phần trí. Nếu nương tịnh lự mà tu tập bốn chủng vô lượng tâm, hết thải loại hữu tình như vậy gọi là phần phước. Nếu nương tịnh lự mà năng tu uẩn thiện xảo như trước đã nói, hết thải loại tịnh lự như vậy gọi là phần trí. Như vậy phước trí được có sáu chủng, mỗi mỗi phân biệt nên biết có vô lượng chủng. Sao gọi là nhân phước, sao gọi là nhân trí? Nhân phước, nhân trí được chủng có ba loại: một, ở nơi phước, ở nơi trí năng chứng đắc, năng an trụ, năng tăng trưởng ham muốn; hai, ở nơi phước, ở nơi trí khéo năng thuận theo duyên, không trái nghịch; ba, ở nơi phước, ở nơi trí trước duyên suốt tu tập trong đầy thuận theo duyên, không trái nghịch, như là duyên điên đảo mà tánh không hiện tại tiền, không hội ngộ, hoặc duyên không điên đảo, tánh đang hiện tiền, đang hội ngộ. Nếu gặp phải bạn ác chỉ bày phương trí điên đảo hoặc tác ý điên đảo, cho nên chấp thủ điên đảo, đây gọi là duyên điên đảo, hiện tiền hội ngộ. Sở hữu phẩm bạch trái với tướng đây nên biết gọi là duyên không điên đảo, hiện tiền hội ngộ. Nếu hữu siêng năng tụ tập lại nhân phước nhân trí thứ nhất, khiến pháp chướng ngại, hạnh viễn ly không sanh khởi, đây gọi là duyên không trái nghịch. Nếu chư Bồ Tát ở nơi ba lại nhân phước nhân trí đây mà bị khiếm khuyết, phải biết không thể sanh phước sanh trí. Sao gọi là quả phước, sao gọi là quả trí? Như Bồ Tát vì nương nơi phước, tùy trưởng thời lưu chuyển trong sanh tử mà không bị các khổ tổn não, lại tùy sở thích năng làm những việc có nghĩa lợi nhiếp các chúng sanh. Vì nương nơi trí nên phước được nhiếp thọ là chánh, chẳng phải tà,
lại năng tạo làm vô lượng trùng trùng sự nghiệp khéo léo cho đến rốt ráo chứng đắc vô thượng chánh đẳng bồ đề. Như vậy đã lược nói về quả phước quả trí như chỗ thích hợp nên biết có bốn chủng phẩm lại sai biệt lại có vô lượng trong đây hoặc thể dị thục hoặc nhân dị thục hoặc quả dị thục tất cả như thế đều nương nơi phước từ phước sanh khởi phước lại nương trí từ trí sanh khởi cho nên hai chủng đây đối với sự chứng đắc quả vô thượng chánh đẳng bồ đề tuy đều thù thắng nhưng phước là tối thắng trí là vô thượng. Nếu chư Bồ Tát tùy khuyết một chủng trong hai chủng hoặc phước hoặc trí quyết định không thể chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề đây gọi là nhiếp nhân nhiếp quả tự lợi lợi tha của Bồ Tát. G và H sao gọi là hiện pháp hậu pháp tự lợi lợi tha của Bồ Tát? Chư Bồ Tát như chánh lý khéo léo ứng dụng nghề nghiệp để tích tập tài vật đối với tài vật như vậy thọ dụng biết lượng lại những nghiệp quả khả ái đã tạo từ trước này quả dị thục đã chín ở trong hiện pháp thọ dụng quả kia lại trừ Bồ Tát khéo léo ra vào các tịnh lự vì muốn thu được lạc trú hiện pháp mà trong hiện pháp nương tịnh lự đây không vì an lập việc lợi tha mà nương tịnh lự lại hiện pháp niết bàn của chư Như Lai sở hữu các pháp thế gian và xuất thế gian các pháp hữu vi Bồ Tát đều năng đắc tất cả đây gọi là Bồ Tát ở hiện pháp tự lợi. Trừ Bồ Tát tự lợi như vậy mà giáo hóa hữu tình do đây khiến họ thu được lợi ích ở hiện pháp nên biết đây tức là ở hiện pháp lợi tha. Nếu ở dục giới trong đời khác Bồ Tát năng đạt được đầy đủ tài bảo đầy đủ tự thể sẽ năng sanh ở tịnh lự vô sắc nếu sanh ở tịnh lự và trong vô sắc thì đời khác năng đạt được đầy đủ tài bảo đầy đủ tự thể nếu trong hiện pháp đồng hành cùng tâm yêu khổ Bồ Tát luôn luôn tư duy chọn lựa kỹ rồi tu tập nhân lành. Đây gọi là tu tập hậu pháp tự lợi lợi tha của Bồ Tát. Nếu trong hiện pháp đồng hành cùng tâm hỷ lạc, ở đời tương lai sở hữu nhân lành, do tu tập đầy đủ tài bảo, đầy đủ tự thể mà thành tựu, cũng chẳng do đây thối lui đối với tịnh lự vô sắc và tất cả đẳng trí, đây gọi là hiện pháp hậu pháp tự lợi lợi tha của Bồ Tát, Y và Di. Sao gọi là rốt ráo và không rốt ráo tự lợi lợi tha của Bồ Tát? Đó là ở dục giới đầy đủ tài bảo, đầy đủ tự thể hoặc nhân hoặc quả cùng thế gian thành tịnh của các dị sanh hoặc nhân hoặc quả đây gọi là không rốt ráo tự lợi lợi tha hoặc các phiền não đoạn dứt hoặc sở hữu tám thánh đạo tri hoặc đây làm chỗ nương thành tựu tất cả thiện pháp thế gian đây gọi là rốt ráo tự lợi lợi tha do ba nhân duyên nên biết rốt ráo và không rốt ráo một do tự tánh hai do thối lui không thối lui ba do thọ dụng quả có cùng tận không cùng tận do tự tánh kéo cánh niết bàn gọi là rốt ráo tất cả hữu vi gọi là không rốt ráo do thối lui không thối lui và thọ dụng quả có cùng tận không cùng tận tám thánh đạo tri vì không còn thối lui và vì thọ dụng quả không cùng tận gọi là rốt ráo ngoài ra tất cả pháp hiện hữu lậu vì còn thối lui và thọ dụng quả có cùng tận gọi là không rốt ráo như vậy mười chủng tự lợi lợi tha của Bồ Tát hoặc nói được hoặc nói rộng Bồ Tát tùy theo sức lực tùy theo khả năng phải nên siêng tu học ngoài đây ra chọn không có hoặc hơn hoặc thêm quá khứ vị lai sở hữu tất cả chư Bồ Tát đã học sẽ học cũng chỉ có mười chủng tự lợi lợi tha như vậy ngoài đây ra không có thêm một pháp nào vượt quá mười pháp trên. Phần đầu trí du giả xứ phẩm 4 chân thật nghĩa. Sao gọi là chân thật nghĩa? Lược có hai loại. Một, tánh chân thật của các pháp nương vào như tánh sở hữu. Hai, tánh tất cả của các pháp nương vào tận tánh sở hữu. Như vậy tánh chân thật, tánh tất cả của các pháp nên biết gọi chung là chân thật nghĩa. Phẩm loại sai biệt của chân thật nghĩa đây lại có bốn chủng. Một, sự chân thật nhất thành tựu của thế gian. Hai, sự chân thật nhất thành tựu của đạo lý. Ba, sự chân thật sở hành của trí do phiền não chướng thành tịnh. Bốn, sự chân thật sở hành của trí do sở trí chướng thành tịnh. Một, sự chân thật nhất thành tựu của thế gian. Tất cả thế gian kia ở nơi các sự việc đây kia thuận theo đó giả lập. Do thế tục huân tập thường xuyên nên có cái nhìn nhận thức trí hiểu biết của một tánh như đất chỉ là đất, chẳng phải là lửa. Đất đã như vậy thì nước, lửa, gió, sắc, thanh, hương, vị, xúc, vật thực, y phục, xe cộ, các vật trang sức, các vật nuôi thân, hương xoa, hoa cải, cả múa, kỹ nhạc, các loại ánh sáng, nam nữ, hầu hạ, ruộng vườn, nhà cửa, hết thảy các sự việc, phải biết cũng vậy.
Khổ chỉ là khổ chẳng phải vui, vui chỉ là vui chẳng phải khổ. Tóm lại mà nói, đây tức là đây, chẳng phải không như đây. Thế tức như thế, chẳng phải chẳng như thế. Tất cả thế gian từ bản tế chuyển lại đến nay, tưởng tượng nó phân biệt cùng được thành lập, chẳng do tư duy suy lường quán sát, nhưng về sau mới có sự chấp thủ. Đây gọi là sự chân thật nhất thành tựu của thế gian. Hai, sự chân thật nhất thành tựu của đạo lý. Những bậc trí giả thông hiểu đạo thông hiểu nghĩa đạo lý, những bậc thông tuệ, những bậc trí tuệ, người năng tầm tư, người năng quán xét, người trụ tầm tứ địa, người đầy đủ năng lực biện tài, người ở vị dị sanh, người quán sát hành ở nơi sự sở tri sở hành của trí nương vào hiện lượng tùy lượng trí giáo lượng cực khéo tư duy chọn lựa quyết định nghĩa được kiến lập được thi thiết nhờ vào chứng thành đạo lý. Đây gọi là sự chân thật nhất thành tựu của đạo lý. Ba, sự chân thật sở hành của trí do phiền não chứng thành tịnh. Đó là cảnh giới sở hành của tất cả thành phần độc giác.